Chào tất cả anh em xem clip của Mạnh nha. Thì hôm nay Mạnh tiếp tục làm cái series, là đây là cái tập 3 để Mạnh báo giá về cho anh em cái dàn áo QH110. Thì hiện nay á, trên thị trường á, thì cái đồ mà dàn áo QH110 là cái đồ mà anh em mà kiếm nhiều nhất, săn nhiều nhất, và cái đồ đó là cái đồ mà nó dễ hư hao nhất và nó càng ngày càng hiếm đồ đẹp nhất anh em. À, tại tại mà do là nó dễ hư hao nhất nên là càng ngày càng hiếm đồ đẹp nhất thôi nha anh em. À, hơn thôi nha. Về cái trước tiên là Mạnh xin đi báo giá nguyên một cái dàn áo mà để quay thái cho anh em. Thì ở đây á, Mạnh xin báo giá là trong cái khoảng thôi nha, tại tùy vào cái dàn áo nó khác nhau, tại không có dàn áo nào nó giống dàn áo nào hết trơn á, nước sơn nó không giống, giấy bát nó không giống nhau, nên tùy vào cái dàn áo mà mình báo, mà mình xin báo giá cái khung nó tầm, nếu mà dàn áo mà để cho anh em về sơn lại nó giá tầm khoảng 2 triệu tới 2 triệu rưỡi một dàn, tùy vào tình trạng bắt móc và tùy vào có xử lý cho anh em chưa. Còn cái dàn áo mà để anh em đặt sơn á thì nó tầm khoảng 3 triệu rưỡi, 4 triệu, nó 4 triệu rưỡi, nó có 3 mức giá nha anh em. 3 mức giá thì anh em đặt cái mức nào cũng có, tùy vào anh em dọn chiếc xe của mình á, dọn bao nhiêu, kinh phí của anh em như thế nào. Thì tiếp theo là một cái dàn áo mà để cho sơn sơn zin theo xe mà còn khá để anh em về anh em có thể lên xe, thì nó tầm khoảng từ khoảng 3 triệu rưỡi cho tới 6 triệu, 6 triệu rưỡi có luôn nha anh em. Thì một cái dàn áo mà để sơn zin theo xe mà để cho anh em về lên xe thì sơn nó tầm khoảng từ 80% trở lên. Bát móc thì nó cũng 3 triệu rưỡi, thì nghĩ một dàn áo theo xe mà nếu mà sơn nó còn đẹp thì bát nó sẽ không được đẹp đâu anh em, trừ khi là anh em bỏ thêm một tí tiền nữa thì nó tầm khoảng 4 triệu 4 triệu mấy thì nó sẽ có một cái dàn áo sơn nó vừa đẹp mà bát móc nó cũng tương đối khá. Còn anh em nhiều nhiều anh em á, muốn mua một cái dàn áo rẻ hơn thì cũng có dàn áo rẻ hơn là tầm khoảng 1,5 triệu, 1,8 triệu có luôn nha anh em. Thì những cái dàn áo đó đa số là những dàn áo nó thiếu đồ, nó thiếu hoặc nó lai đồ thì có luôn chứ không có, và cái đồ nó tương đối xấu tại cái mức giá đó, thì anh em nghĩ đi. Và nhiều anh em á, đặt cái dàn áo bên Mạnh, đặt cái dàn áo bên Mạnh và anh em dàn áo sơn nha, thì anh em có gửi cái dàn áo mà trên xe của anh em lại cho Mạnh á, Mạnh có thu về, thì hỏi tại sao mà Mạnh thu giá nó rẻ, có những anh em Mạnh thu giá có tầm khoảng có 1 triệu, 1,5 triệu, và có những anh em Mạnh thu có 1,8 triệu à. Thì những anh em nói đa số á, là cái dàn áo trên xe nó tệ quá, đúng không anh Đức? Anh vô đây anh coi đúng không, cái dàn áo của anh Đức là nó banh banh chành hết 13 món, là nó banh hết 13 món lên em, và cực kỳ xấu, sơn nó bong chóc ra tựa lưa chứ á. Mà dàn áo nó về mạnh thu của anh Đức là 1 triệu, về bán được 700 700 ngàn. Là cái dàn áo mà cái anh mà áo đổ đen mà mạnh sơn đi sơn lại 2 3 lần anh em đó, là anh đó có gửi cái dàn áo về cho Mạnh. Mới đây thì cũng có anh Thái đúng không ta, anh Thái thì Mạnh mua, Mạnh có thu dàn áo cho anh Thái là 1 triệu, 1,5 triệu đúng không Thái? 1,5 triệu là do cái dàn áo của anh nó lai bẩn, nó bị lai bẩn, nó cái bột một cái bộ bẩn nó giá nó rất là cao anh em. Dàn áo mà mình lai cái món gì cũng được nhưng mà riêng lai bẩn là Mạnh thua, tại vì sao? Cái bộ bẩn nó cái giá trị nó cao lắm dàn áo. Còn nhiều anh em nữa có những dàn áo mà sơn nó cũng, nói chung là sơn nó cũng xấu nhưng mà bát nó đẹp, thì mình thu 1,8 triệu 2 triệu là chuyện bình thường không, cái này mình nói thật nha, chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng cái giá mà 2 triệu là anh em phải đủ đồ, thứ nhất anh em phải đủ đồ không mới bị lai, thứ hai cái bát của anh em cũng còn được khá tầm khoảng 50%, chứ 13 món mà món nào cũng bể hoặc là được bể hết 8 90% mà còn được có một 10 20% mà, thì cái giá nó phải thấp. Bởi vì anh em hỏi về Mạnh dàn áo có dàn áo tầm khoảng 1,5 triệu tới cỡ đó để sơn không, Mạnh nó có nhưng mà nó sẽ không đủ đồ hoặc là nó sẽ bị lai đồ nha anh em. Mạnh mới mua một cái dàn áo, thì hôm mới từng rồi mình có mua một cái dàn áo 100 để có một người khách đặt, thì Mạnh mua cũng giá 1,6 triệu mà nó bị lai đầu đèn quay y, thì hai ấp phụt alpha và hai bửng ngoài alpha,
lô tiền ship, một triệu sáu lô tiền ship luôn 200, tại anh đó từ Bình Dương gửi về thì đóng trong một cái thùng chà bá luôn. Bên Việt Heo nó thu là 35 hay 55 kg gì đó, có nghĩa là cái thùng nó chỉ có 7 kg thôi, nhưng mà họ đo kích thước dài rộng cao á nè, họ nhân lại và họ tính ra cái công thức của họ ra tới thêm mấy chục ký nữa, thì cái ship nó đâu tầm khoảng 200 ngàn, thì nó rơi vào cái dàn áo nó là 1,8 triệu. Mua một cái dàn áo 1,8 triệu về, nó được có, nói chung là nó lai đầu quy y nè, ấp thuộc alpha nè, bữa ngoài alpha nè, mà cái bữa ngoài nó tép bét hết trơn à. Nó không được đẹp, được đẹp nữa. Sẵn này anh em nào mà cần đầu quy y nha, liên hệ Mạnh nha, màu đỏ có luôn, chó luôn, có xi nhan luôn. Rồi gì nữa ta, rồi mình sẽ đi vào chi tiết để mình báo giá là đầu món. Thì hiện nay đầu món nếu mà đầu theo xe còn đẹp nha anh em, nó sẽ mắc hơn cái đầu mới vậy. Đầu theo xe đẹp nó sẽ mắc hơn đầu mới vậy, anh em phải biết nha. Mạnh cũng đã nói rồi, đầu có một cái clip mình đã làm rồi, đầu mới anh em được gì, đầu theo xe anh em được gì, thì anh em nếu mà anh em nào chưa hiểu anh em coi là cái clip đó giùm mình. Mình đi vô đầu đèn đi. Đầu đèn hiện bây giờ đầu mới nó bán tầm khoảng 460 cho tới 480, 460 tới 480 tùy chỗ bán. Thì hiện bây giờ một cái đầu đèn mà theo xe á, nó xấu bèo, nó gãy bát banh chành luôn, bán cũng được 200 ngàn, 200 ngàn. Còn một cái đầu đèn mà theo xe mà đẹp ít gãy bát, có nghĩa là bát nó còn 90%, 90% sơn nó còn đẹp, giá nó rơi tầm khoảng 450 cho tới 600, 450 tới 600 một cái đầu đèn. Đầu đèn không, vỏ đầu đèn không nha, cái vỏ đầu đèn không á. Còn cái mặt nạ mới bây giờ anh em đi mua tầm khoảng 230 cho tới 208 đúng không? Mình nhớ giá đó, mà không biết cái dịch này nó có lên không thì không biết. Thì cái một cái mặt nạ mà xấu thì cũng tầm khoảng 150, 150. Còn nếu mà mặt nạ mà còn đẹp á, đẹp nói đây là bát đẹp thôi, còn sơn mà để anh em sơn lại thì tầm khoảng 200, 250. Còn mặt nạ mà sơn đẹp, bát đẹp luôn thì giá nó tầm khoảng 3-400 là chuyện bình thường nha anh em, 3-400 là chuyện bình thường. Còn về dè trước ốp phục, dè trước theo xe đẹp thì nó tầm khoảng 450, hai ốp phục đẹp là 500 ngàn, hai ốp phục đẹp là hai ốp phục không gãy bát luôn nha anh em, không gãy 6 cái bát ở trong luôn á, là 500 ngàn nữa là 950, 950 là bằng anh em đi mua đồ mới rồi đó. Đồ mới giờ cũng là nếu mà anh em mua 3 món nó cũng 950 anh em, 950 hơn có thể 1 triệu tùy chỗ bán thôi. Còn đồ xấu nếu mà ba về trước hai phục xấu thì nó tổng có tầm khoảng là dơ tầm khoảng 500 ngàn, 500 ngàn cho 3 món nha. Bởi vì cái giá tiền giữa cái đồ đẹp và đồ xấu á, cái đồ theo xe á, nó chênh lệch nhau nhiều lắm anh em, chênh lệch nhau gần như là gấp đôi. Còn nửa mạnh nói nửa con sao chứ đi, nửa con sao mà nếu mà đẹp là từ 1,2 triệu tới 1,5 triệu, 1,2 triệu tới 1,5 triệu nha. Còn nếu mà xấu về anh em mà sơn lại hoặc là gãy bát nhiều thì nó tầm khoảng từ 600 cho 700 tới 1 triệu, chứ 600 không có đâu, 600 là nó banh 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 chành luôn á. Còn về bẩn, bẩn thì nếu mà anh em đi mua mà bẩn mới bây giờ, bốn cái bẩn mới bây giờ nó tầm khoảng rơi tầm khoảng 2,4 triệu, nó tầm khoảng 2,4 triệu. Còn mình sẽ, nếu mà anh em mua bẩn trong mà theo xe nha, bẩn trong theo xe thì bây giờ giá tầm khoảng 8-900, 8-900 cho một bộ bẩn trong theo xe nha anh em. Tính ra là giá không cao đâu, mình tính cho anh em coi, tại bẩn trong theo xe nó có luôn 2 miếng khô bò, và 2 miếng khô bò đó hiện bây giờ anh em đi mua ở ngoài thị trường nó tầm khoảng 300, 350 thôi. Thì tính ra một cái cặp bẩn nó tầm khoảng 500, 550, 500, 550 cho một cặp bẩn trong, là nó chỉ bằng giá hiện bây giờ là giá cho một cánh bẩn của hàng mới thôi, một cánh bẩn trong của hàng mới thôi đó. Thì tính ra là anh em bẩn trong anh em mua hàng theo xe ngon á thiệt. Còn bẩn ngoài, bẩn ngoài hiện bây giờ là giá nếu mà hàng theo xe mà giá mà còn nguyên nha, giá nó cực kỳ cao, tầm khoảng 2 triệu một 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 cặp bẩn ngoài. Còn nó có bể, nó có bể thì nó cũng tầm khoảng tùy vào ít, bể ít bể nhiều, tùy vào nước sơn. Mình báo giá nước sơn mà 2 triệu á, là nước sơn nó còn đẹp nha anh em, còn đẹp đẹp hãy nói là đẹp như mới á, thì nó mới có giá 2 triệu.
Còn có những cái mà sơn nó còn tầm khoảng 80%, 85% thì nó tầm khoảng 1 triệu, 2 triệu tư. Đó, còn những cái mà nó bể gốc. Bể gốc thì nó bể mà trong giới hạn mà chấp nhận được thì nó cũng tầm khoảng 900 1 triệu. 900 1 triệu cho một cái cặp bửng mà bể gốc mà nhẹ. Còn những cái mà bể banh banh chành luôn á. Nó thật sự bể gốc banh chành luôn á thì nó cũng tầm khoảng 500 một 4 500. 4 500 cho một cặp bửng ngoài. Mà hiện nay cái giá mà mình bán cho anh em á, một cặp bửng ngoài á là nó giá tầm khoảng từ 4 4 cánh luôn nha, bửng trong ngoài luôn tầm khoảng giá từ 1 triệu 2 cho tới 1 triệu 8. 1 triệu 2 tới 1 triệu 8 thì tùy tùy anh em lấy mức giá nào, nó có đồ nó khác nhau thôi. Thì giá 1 triệu 2 là chủ yếu là bửng trong nó đẹp, bửng ngoài xấu. Đó, thì giá 1 triệu 2 là đa số là gì? Là bửng trong đẹp, bửng ngoài xấu thôi. À, anh em đừng có nói tại sao mà mình mạnh báo giá này nó cao quá, thật sự không cao lên. Anh em cứ đi dò giá ở ngoài thị trường. Và giá đây mình báo chỉ giá chỉ là trung bình thôi. Một cái bộ vàng áo mình nếu mà anh em đi mua lẻ giá cao nha, nói thẳng với luôn giá cao. Ngay cả đồ mới bây giờ cũng vậy, nếu mà anh em mua cái đồ mới mà mua nguyên bộ nó tầm khoảng nhựa màu không nha, nó tầm 13 món nhựa màu nó tầm khoảng 4 triệu 3, 4 triệu 4. Nhưng mà nếu anh em đi mua lẻ từng món để anh em ghép ghép thành một cái bộ vàng áo á, nó rơi tầm khoảng 5 triệu rưỡi tới 6 triệu là đồ mới nha. Đồ mới nếu anh em đi mua lẻ từng món anh em ghép lại từ 5 triệu rưỡi tới 6 triệu. Bởi vì anh em đừng có hỏi mà tại sao mà đi mua lẻ giá nó cao quá đó. Và cái đồ mới cái đồ nếu mà anh em đi mua lẻ từng món thì đa số là anh em về anh cộng hết thì anh em trừ ra 20% thì nó sẽ ra cái giá mà đồ áo nguyên bộ. Trừ ra 20% thì nếu mà anh em đi mua lẻ anh em phải chấp nhận 20% đó. Còn gì nữa không ta? Về nhựa nhám đi. Nhựa nhám thì hiện bây giờ anh em đi mua mà 3 miếng nhựa nhám cái này bờ cổ lường với về một số thì tầm khoảng 600 rưỡi tới 608 tùy chỗ bán. Còn mạnh bán ở đây nếu mà mạnh gà luôn á thì bờ cổ thì mạnh lấy giá sao mình bán cho anh em giá gì, đuôi đèn cũng vậy, cái biển số cũng vậy. Còn riêng cái lường thì nó có hai mức giá, một là anh em gà có nghĩa là chỉ không không làm cái khung nha, chỉ gà cho nó ôm với cái lượng trong thôi nha, thì mình đang bán 300 thì anh em mua ngoài cũng là hai, nếu mà mua lẻ ngoài nó cũng tầm khoảng 260 280 rồi, thì mình đang bán 300 là để mình gà cho nó ôm với cái lường cho anh em luôn. Còn nếu mà anh em muốn cái lường mà nó có hai khung để mình dán tem á, như cái hàng theo xe á, thì cái đó hiện bây giờ mình bán 500 nghìn, mình bán 500 nghìn một cái lường đó, do mình phải bỏ cái 3 tiếng 3 tiếng để mình ngồi mình làm cái khung nó cho nó đẹp, dán nó mới dính lên nè. Cái gì đúng không ta? Xong rồi phải không? Xong rồi. Còn báo giá chó đèn, đuôi đèn với xi nhan luôn chắc. Chó đèn hiện bây giờ thì tầm khoảng theo xe tầm khoảng 250 cho tới 1 triệu một cái. Còn anh em mua đồ mới là tầm khoảng 520 tới 550 tùy chủ quán à. Còn xi nhan theo xe thì mình bán giá cố định luôn, cái đồ đẹp mình mới bán 350 một cặp. Tại xi nhan theo xe mà mấy đồ găng nứt mình không có lấy. Không có lấy. Găng nứt nhiều mình không lấy thôi, còn theo xe mà dạng như chân chim nó ít chân chim thì thuộc dạng là đồ đẹp anh em. Thì mình báo giá đó 350, còn em đi mua đồ mới thì tầm khoảng mình nhớ không làm từ như 320. Đồ mới bây giờ là 320. Còn đuôi đèn anh em mà đi mua đồ mới là 500 550 với 508. Sao có chỗ bán 600 luôn em, đuôi đèn. Còn nếu mà đuôi đèn đẹp bên mình nó tầm khoảng 400 450 là cho một cái đuôi đèn đẹp nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, anh em nào xem được clip ồ 14 phút luôn rồi. Anh em xem được clip nhắn 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 đăng ký giùm mình nha. Dưới cái video clip nó có cái dòng chữ màu đỏ. Anh em nhắn màu đỏ đăng ký giùm mình. Rồi cảm ơn em nha.